Xin chào các bạn, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái con Squid loại mà không quản lý, cắm vào là chạy thôi. Thì con này nó sẽ có 4 bọt TX và nó sẽ có hỗ trợ một cái cổng quang. Thì cổng quang này chức năng sử dụng cho cáp quang loại single mode và cổng kết nối là loại SC rất tiêu chuẩn phổ thông trên thị trường mình. Thì bây giờ mình sử dụng một cái dây nhảy, mình kết nối hai cái module này lại với nhau và mình pin từ bên máy A qua máy B. Với địa chỉ máy A là 192.168.127.2 và máy B là 192.168.127.1. Và mình có hai con switch tương tự nhau, thì các bạn thông cảm, thì mình vừa mới nhập về cho nên là nó cũng hơi dây nhợ, nó cũng hơi nhiều. Thì quan trọng là mình nói sơ qua cho các anh em hiểu. Thì trên box này là mình sẽ có là hai cái hỗ trợ, là hai cái nguồn duo này, nguồn kép V1 và V2. Và trên này nó sẽ có một cái switch chống gọi là storm protection, có nghĩa là nó không có cho, nếu mà nhiều cái nguồn dữ liệu á, nhiều cái bọt mà gửi thông tin vào thì nó sẽ bảo vệ lại, có nghĩa là nó lọc ra. Rồi ở phía dưới này á thì nó cũng cấu tạo rất cơ bản, cái box này là kiểu kim loại. Đó, sẽ có bóc nhựa nữa, giá thành rẻ hơn, nhưng mà thường mình cung cấp cho khách hàng là cái loại kim loại nhiều hơn. Và bên này đó là cũng có một cái bóc tương tự, thì bây giờ mình sẽ thử pin cho các anh em coi. Đó, bây giờ mình sẽ thực hiện pin nha. Đó, trên này cái code này EDS205ASSC. Đó, mình đã giải thích nha. Rất là nhỏ gọn cái tay mình đây. Đó, cái bóc này chỉ chừng này thôi. Rồi, mình sẽ sử dụng kết nối như thế nào nha. Từ bên kia, từ cái bóc kia nối qua máy tính này. Đó, thông rồi từ cái switch đó nối dây cáp dây nhảy đây qua con switch này, thì từ switch này nối qua cái máy tính này. Rồi bây giờ các anh em coi thử pin nha. Bên này á là cái đuôi IP cuối cùng là .2, bên này đuôi IP là .1. Thì bây giờ mình thử pin nè, pin tới .2 nè. Bây giờ bắt đầu mình pin thử cho anh em coi nè. Rồi bây giờ mình enter một cái, đó nó chạy đó, có nghĩa là anh em thấy. Rồi đó thì nó kết nối đã thành công, thì chỉ đơn giản vậy thôi. Đối với loại cấp single mode này thì cái khoảng cách truyền nó lên đến 40 km. Thì cấp quang mình có thể sử dụng là cái này là có hai lõi hai core là sử dụng ok. Rồi ok, rồi mình xin cảm ơn các bạn. Cần câu hỏi gì thì các bạn hãy để lại comment bên dưới hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại đến mình. Xin chào và hẹn gặp lại.